Hai, xin chào các bạn. Và ngày hôm nay thì Ghi và bộ phim làm một clip cho các bạn. Các bạn biết tại sao Ghi là gọi sư bộ phim không các bạn? Sau này các bạn sẽ biết các bạn. Hay là Ghi nói luôn nha. Quay phim mà có vợ nên người ta đặt tiền cho con sư đặt trước á, là bộ phim. Mong các bạn sẽ thích clip này nha các bạn. Các bạn thấy rõ nha, ngày hôm nay thì Ghi và sư làm một clip nhạc thánh cho các bạn. Về ông bố phim. Đánh thức con mỗi khi thức dậy, đôi tay nhân từ ngài ôm con lúc đớn đau ngày nâng đứng dậy. Tôn Giê-xu lại bên Giê-xu, đến gần Giê-xu, dẫu thế gian nay chết đi đã có nhà Giê-xu. Khi đôi bàn chân mỏi mệt, khi đôi tay này chẳng thể nghe, có lắm khi đời đầy nhiều bao tố, bên con Giê-xu lại bên Giê-xu, đến gần Giê-xu, dẫu thế gian nay chết từ đã có cha Giê-xu. Bấm like nha các bạn.